Rồng trong nghệ thuật Chăm Pa thường được thể hiện rất ngộ nghĩnh. Đó là một con vật có đầu của thủy quái Makara, mình và chân của sư tử và đuôi của rắn Naga. Đây là tác phẩm chịu ảnh hưởng nghệ thuật Việt Nam thời Lý Trần. Có lẽ là sự tiếp thu giữa hai nền văn minh lớn Trung Hoa phương Bắc và Ấn Độ phương Nam. Con rồng ngậm trong miệng một viên ngọc là những đặc điểm thường thấy trong nghệ thuật phía Bắc. Theo truyền thuyết, con rồng này có khả năng nuốt chửng mặt trời.